Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã, chủ trì hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024. Đoàn công tác Ban dân vận tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến tuyên truyền cho ngư dân hai phường Hải Bình và Hải Thanh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn xét xử sơ thẩm hình sự đối với 7 bị cáo gây rối trật tự công cộng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 3, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024. Trong quý 3 năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền thị xã, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng, chủ động và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội. Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các hội, nhóm và trang fanpage Zalo được lập để tuyên truyền, định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống tích cực, nhận tin, hướng dẫn nhân dân trong tố giác tội phạm, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch, chỉ đạo các ngành liên quan, các thành viên ban chỉ đạo, cộng tác viên ở cơ sở tăng cường lan tỏa thông tin tích cực chính thống. Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát các hoạt động tạo dựng, tán phát tin giả, tin sai sự thật. Trong quý 3 đã phối hợp với Công an thị xã, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý 81 tài khoản Facebook trên địa bàn tham gia vào các hội, nhóm, chống đối, phản động, đồng thời đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành, đơn vị, các xã phường, thường xuyên kiện toàn, mở rộng, phát triển lực lượng,
phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, phóng viên, báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trực tiếp đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã đã đánh giá kết quả đạt được trong quý 3, chỉ ra những hạn chế khó khăn, đồng thời đóng góp các giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trong quý 4 năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã nhấn mạnh: dự báo tình hình 3 tháng cuối năm 2024, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn thị xã, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công tác quản lý về đất đai, về quy hoạch, về xây dựng tiếp tục là nhiệm vụ rất lớn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị, nòng cốt là các thành viên trong Ban chỉ đạo 35 thị xã, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên cơ sở tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đạt được kết quả cao nhất trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thị xã, đạt được hiệu quả cao hơn trong quý 4, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo 35 và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, của Ban chỉ đạo 35 tỉnh, của Ban thường vụ Thị ủy và của Ban chỉ đạo 35 thị xã. Theo đó thì cần tiếp tục nắm tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các quy định, kết luận của Trung ương và các cái văn bản thi hành. Trọng tâm là cái chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Rồi là quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng phức tạp kéo dài và không để xảy ra cái việc khiếu kiện đông người vượt cấp. Đồng thời cũng phải tập trung để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng cái quyền khiếu nại tố cáo để kích động, lôi kéo, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và phải xử lý một cách nghiêm túc. Thứ hai là các xã phường, các cơ quan đơn vị cần quan tâm để kiện toàn lại lực lượng đấu tranh phản bác và nâng cao chất lượng thực hiện phản bác, mà nhất là các cái lực lượng nòng cốt là tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, rồi đội ngũ tuyên truyền viên, công tác viên tại xã phường, tại cơ quan đơn vị. Đồng thời chúng ta phải chỉ đạo để lực lượng này phải có nhiều cái bài viết tích cực để phủ xanh, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và định hướng đúng trong dư luận xã hội. Nội dung thứ ba là đối với các thành viên Ban chỉ đạo 35, đội ngũ công tác viên dư luận xã hội của thị xã và lực lượng đấu tranh phản bác tại các cơ quan đơn vị, các xã phường phải tiếp tục bám sát vào cái chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo Trung ương, của Ban chỉ đạo tỉnh và của Ban thường vụ Thị ủy, Ban chỉ đạo 35 thị xã, để chúng ta áp dụng một cách linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, mà cụ thể ở đây là giải pháp xây và giải pháp chống. Trong đó xây là cơ bản lâu dài và chống là cấp bách, là thường xuyên, để
tăng cường cái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, để tạo sự lan tỏa thông tin tích cực và định hướng cái dư luận xã hội, và thực hiện tốt công tác phối hợp để chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thị xã đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin là đầu mối tổng hợp các trang web, blog cá nhân, tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã, báo cáo theo quy định, thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống tuyên truyền trực quan, chỉ đạo hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở thực hiện đúng quy định số 99 QĐ-TU ngày 27 tháng 2 năm 2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng hiện nay, quy định số 85 QĐ-TU ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Công an thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền các xã phường triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn xử lý hoạt động sử dụng không gian mạng để tán phát thông tin xấu độc, xuyên tạc sự thật, đồng thời tổ chức truy tìm nguồn tán phát, xác minh, xác định chủ tài khoản trên mạng, quản trị viên hội nhóm trên mạng xã hội tham gia có yếu tố phản động, đăng, áp dụng các biện pháp nhanh nhất để tổ chức đấu tranh, gọi hỏi, răn đe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao Ban Tuyên giáo Thị ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tham mưu báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh các vụ việc phát sinh trong dư luận nhân dân, nhất là trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thị xã. Sáng ngày 24 tháng 9, Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tôn giáo thị xã, thủ trưởng các ngành khối nội chính và các đơn vị liên quan. 9 tháng năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ban ngành cấp tỉnh, sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp thị xã Nghi Sơn có chuyển biến tích cực. Các ngành trong khối nội chính đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt giữ, giam giữ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Công tác cải cách tư pháp được tăng cường, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và những vụ việc phức tạp được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định về chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tôn giáo quý 3 năm 2024 và đề xuất các giải pháp để làm tốt kế hoạch đề ra trong quý 4 năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Trong nước và trên địa bàn thị xã, tình hình bão lụt, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội,
có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm. An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình hình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Để công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn đạt được kết quả tốt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị. Về công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, xin được đề nghị là cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị, các cơ quan khối nội chính thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan thì cần ra soát, đánh giá lại cái kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong 9 tháng đầu năm, xác định những công việc còn tồn đọng, những vấn đề còn hạn chế bất cập và nguyên nhân để đề ra các cái giải pháp tích cực, hữu hiệu trong những tháng cuối năm để tập trung chỉ đạo thực hiện và phấn đấu hoàn thành các cái mục tiêu kế hoạch của cả năm 2024. Thứ hai là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, của ban thường vụ thị ủy, của ủy ban dân thị xã về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp, gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để chúng ta tiếp tục phải lãnh đạo thực hiện một cách nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp. Nội dung thứ ba, xin được đề nghị ủy ban dân thị xã là tiếp tục chỉ đạo hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật rồi các cơ quan đơn vị có liên quan như là hội luật gia thị xã, chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 và các xã phường đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân và quan tâm để thực hiện tốt công tác tiếp dân và nhất là cái việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, các phản ánh của nhân dân. Và bên cạnh đó thì cũng đề nghị là chúng ta phải tập trung để mà giải quyết dứt điểm ba cái vụ việc tiềm ẩn phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đấy. Thì tôi nêu lại đó là vụ việc Chợ Cầu, vụ việc là thực hiện dự án di dân sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường. Rồi là vụ việc là giải bản cái nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn. Nội dung thứ tư là đề nghị ủy ban dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng ban rồi là các xã phường là thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân và tập trung là giải quyết những tồn đọng vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong quản lý đất đai, rồi là xây dựng môi trường và tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu gian lận thương mại, rồi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện các kiến nghị kiểm toán nhà nước trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh để đôn đốc xử lý dứt điểm kịp thời các tồn đọng nếu có. Nội dung thứ năm là các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan đơn vị và gây bức xúc trong nhân dân. Nội dung thứ sáu là đề nghị công an thị xã, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân thị xã tiếp tục là thực hiện tốt cái quy chế phối hợp
trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và công tác cải cách tư pháp. Theo đó thì cần tập trung rà soát để giải quyết dứt điểm những vụ án, vụ việc còn tồn đọng kéo dài. Đề nghị với Chi cục Thi hành án dân sự phối hợp với các ngành, các xã phường tiếp tục để nhanh tiến độ thi hành án về số vụ việc và số tiền phải thực hiện liên quan đến án kinh doanh thương mại và vi phạm về kinh tế để phối hợp giải quyết kịp thời đúng quy định và đạt được cái kết quả cao hơn. Đấy. Nội dung thứ 7 là cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát và xử lý khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Về công tác tôn giáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ đảng viên, nhân dân, các chức sắc chức việc, các tín đồ tôn giáo để người dân biết thực hiện đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo thường niên và trong các ngày lễ trọng để đảm bảo diễn ra an toàn về an ninh trật tự và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, các phòng ban đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên lĩnh vực quản lý đất đai, rà soát, phối hợp có hiệu quả đúng quy định và hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo trên địa bàn được xem xét, giải quyết trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Các ngành công an, quân sự, biên phòng, các ban ngành đoàn thể, các thành viên ban chỉ đạo công tác tôn giáo tăng cường công tác phối hợp và nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn, phối hợp với các xã phường tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo đúng quy định. Ban dân vận thị ủy phối hợp với phòng nội vụ, cấp ủy chính quyền các xã phường, vùng giáo, nghiên cứu và tham mưu cho ban thường vụ thị ủy, tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng nòng cốt vùng giáo, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong những tháng cuối năm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc tôn giáo thực hiện sống, tốt đời đẹp đạo, đồng hành với sự phát triển của thị xã Nghi Sơn trong những tháng cuối năm và thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn công nhận kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2024. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành quyết định số 8043 về việc công nhận kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2024. Theo đó, công nhận kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2024, cụ thể như sau. 1. Số người đủ điều kiện dự sát hạch vòng 2 là 463 người như sau. 1.1. Vị trí dự tuyển giáo viên mầm non 94 người. 1.2. Vị trí dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học 114 người. 1.3. Vị trí giáo viên tiếng Anh tiểu học 59 người. 1.4. Vị trí giáo viên thể dục tiểu học 28 người. 1.5. Vị trí giáo viên tin học tiểu học 15 người. 1.6. Vị trí giáo viên toán trung học cơ sở 40 người. 1.7. Vị trí giáo viên vật lý trung học cơ sở 17 người. 1.8. Vị trí giáo viên hóa học trung học cơ sở 20 người. 1.9. Vị trí giáo viên ngữ văn trung học cơ sở 21 người. 1.10. Vị trí giáo viên địa lý trung học cơ sở 18 người. 1.11. Vị trí giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở 13 người. 1.12. Vị trí giáo viên mỹ thuật trung học cơ sở 3 người. 1.13. Vị trí giáo viên sinh học trung học cơ sở 18 người. 1.14. Vị trí giáo viên ngữ văn trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên 2 thí sinh. 1.15. Vị trí giáo viên địa lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên 1 thí sinh. 2. Số người tham gia phỏng vấn sát hạch vòng 2 là 368 người cụ thể. 2.1. Vị trí dự tuyển giáo viên mầm non 91 người. 2.2. Vị trí dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học 86 người. 2.3.
vị trí giáo viên tiếng Anh tiểu học 45 người, 2.4, vị trí giáo viên thể dục tiểu học 22 người, 2.5, vị trí giáo viên tin học tiểu học 12 người, 2.6, vị trí giáo viên toán trung học cơ sở 32 người, 2.7, vị trí giáo viên vật lý trung học cơ sở 10 người, 2.8, vị trí giáo viên hóa học trung học cơ sở 13 người, 2.9, vị trí giáo viên ngữ văn trung học cơ sở 17 người, 2.10, vị trí giáo viên địa lý trung học cơ sở 11 người, 2.11, vị trí giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở 11 người, 2.12, vị trí giáo viên mỹ thuật trung học cơ sở 3 người, 2.13, vị trí giáo viên sinh học trung học cơ sở 12 người, 2.14, vị trí giáo viên ngữ văn trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên 2 người, 2.15, vị trí giáo viên địa lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên 1 người. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2024 căn cứ vào quyết định công nhận kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2024 để thực hiện các bước quy trình theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 9, tại Bến Cảng Cá, phường Hải Bình, đoàn công tác Ban Dân vận tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đã đến tuyên truyền cho ngư dân hai phường Hải Bình và Hải Thanh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về phía thị xã Nghi Sơn, có đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã. Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin tới các ngư dân các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU, gồm các hành vi khai thác thủy sản bị coi là bất hợp pháp, các loại giấy tờ cần có khi khai thác thủy sản trên biển, các chế tài xử lý khi khai thác hải sản không đảm bảo quy định. Đồng thời, lưu ý các ngư dân tuân thủ các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản trên biển nhằm đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa và cả nước hướng đến nghề cá bền vững. Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật của nhà nước cho bà con ngư dân vùng biển, góp phần đẩy nhanh tiến trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, EC, qua đó giúp ngư dân trên địa bàn nắm rõ các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản cũng như ngư trường để vươn khơi khai thác xa bờ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 9, tại Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU tỉnh Thanh Hóa, do Thượng tá Đào Văn Thu, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Cùng đi có đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã. Thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành các quyết định, công văn triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thị xã đã thành lập tổ công tác liên ngành chỉ đạo xử lý vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Ủy ban nhân dân các phường có biển thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường làm tổ trưởng, trực tiếp đến từng hộ gia đình chủ tàu cá vi phạm khai thác IUU, tiếp tục tuyên truyền, động viên các chủ hộ chấp hành khắc phục các vi phạm và kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn khi các chủ tàu cá đã chấp hành nhưng chưa thực hiện được, đồng thời thực hiện ký cam kết và tiến hành lập hồ sơ xử phạt đối với các chủ tàu cá cố tình không chấp hành theo quy định. Tuy nhiên, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU vẫn còn diễn ra. Một số chủ tàu hoạt động sai nghề so với giấy phép khai thác được cấp nên khó khăn trong công tác đăng kiểm. Nhiều chủ tàu chưa duy trì thiết bị giám sát hành trình khi vào bờ, thường hay rút thiết bị giám sát hành trình.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những tồn tại hạn chế và tập trung bàn các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với công tác chống khai thác IUU, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác IUU, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt đề các hành vi vi phạm. Kết luận tại buổi làm việc, Thượng tá Đào Văn Thu, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã phải xử lý triệt đề các hành vi vi phạm trong khai thác không theo quy định IUU như vi phạm giấy phép khai thác, vùng khai thác và mất kết nối hành trình. Ủy ban nhân dân thị xã phải có lộ trình khắc phục, phân công nhiệm vụ và quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân phụ trách, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên biển tại các cửa lạch, tuyệt đối không cho tàu cá vi phạm khai thác IUU tham gia khai thác. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các chủ tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân về chính sách, đảm bảo quyền lợi cho ngư dân. Đồng chí cũng đề nghị các ngành chức năng cung cấp thông tin kịp thời về Ủy ban nhân dân thị xã để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời những chủ tàu vi phạm. Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2024, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với 7 bị cáo gây rối trật tự công cộng, gồm Cao Thị Lĩnh, Nguyễn Thị Thoan, Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1994, trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà, Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1989, trú tại thôn Hà Tây 1, xã Hải Hà, Hồ Thị Luyên, sinh năm 1983, Bùi Thị Lương, sinh năm 1994, và Mai Thị Lan, sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Hà Nam, xã Hải Hà. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư và xây dựng dự án cảng container Long Sơn tại thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Đến năm 2022, dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đánh giá tác động môi trường, đảm bảo thi công dự án. Trước khi thực hiện dự án, các cấp chính quyền và các ban ngành chức năng đã nhiều lần tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân có liên quan trong khu vực thực hiện dự án. Tuy nhiên, một bộ phận người dân có tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản tại xã Hải Hà vẫn không đồng thuận xây dựng dự án vì cho rằng dự án sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nơi neo đậu tàu thuyền, ngư trường đánh bắt thủy hải sản, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ có tàu thuyền trên địa bàn. Vì vậy, từ ngày 15 tháng 10 năm 2023, nhiều người dân liên tục tụ tập tại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3 cảng container Long Sơn, dựng lều bạt ăn ở sinh hoạt để ngăn cản việc thi công. Để có kinh phí hoạt động phản đối, các hộ dân có tàu thuyền đã chủ động góp tiền với mức tối thiểu là 100.000 đồng trên một hộ. Số tiền này được Trần Thị Vũ, sinh năm 1989, trú tại thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, mở sổ theo dõi thu chi từ ngày 18 tháng 10 năm 2023 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023. Sau đó Vũ chuyển sổ và số tiền còn lại cho Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991, trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tiếp tục theo dõi thu chi. Sau khi tiếp nhận, Lĩnh đưa cho Nguyễn Thị Thoan, sinh năm 1982, trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, số tiền 2.650.000 đồng để Thoan nhờ chị Vũ Thị Dung, sinh năm 1988, người cùng thôn, đặt in hộ 26 tờ băng rôn với các nội dung phản đối xây dựng cảng Long Sơn gây ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt bờ biển, gây ô nhiễm cho dân, trả lại biển cho dân, yêu cầu nhà nước đền bù tái định cư và sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền cho toàn dân xã Hải Hà trước khi làm các dự án và trả lại bờ biển ngư trường đánh bắt cho dân. Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2023, Thoan chở bao bì đựng 26 tờ băng rôn trên ra khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, cảng container Long Sơn. Sau đó Thoan đi mua 6 ống nhựa phi 27 để mọi người cắt làm cọc tra băng rôn. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2023, có gần 300 người dân đi từ khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn thuộc địa phận thôn Hà Nam, xã Hải Hà, ra tỉnh lộ 513, rồi bắt đầu tuần hành dọc tuyến tỉnh lộ từ xã Hải Hà qua phường Hải Thượng đến thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn.
Sau đó được đại diện chính quyền địa phương xã Hải Hà, phường Hải Thượng và các cấp các ngành tích cực tuyên truyền, vận động nên số người trên mới dừng lại. Một số quay về nhà, còn một số tiếp tục quay lại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, cảng container Long Sơn tụ tập để phản đối. Quá trình tuần hành trên quãng đường dài khoảng 6,45 km, có số đông người đã tràn xuống lòng đường, cầm răng ngang băng rôn khẩu hiệu, vừa đi vừa hô la, hò hét, gây cản trở giao thông nghiêm trọng đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường dài khoảng 1 km, gây náo loạn và làm đình trệ hoạt động nơi công cộng. Trong số người tham gia tuần hành nêu trên, quá trình điều tra xác định có 7 đối tượng tham gia tích cực, có hành vi chuẩn bị băng rôn, hô la, hò hét kích động, cầm băng rôn giang ngang lòng đường, cản trở, gây ách tắc giao thông, gồm Cao Thị Lĩnh, Nguyễn Thị Thoan, Trần Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiếu, Hồ Thị Luyên, Bùi Thị Lương và Mai Thị Lan. Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, trải qua các phần tranh luận xét hỏi, các bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, không thay đổi bổ sung thêm nội dung gì. Các bị cáo hoàn toàn nhất trí với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã truy tố các bị cáo tại phiên tòa. Các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Thay mặt hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lương Thị Cúc đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Lĩnh, Nguyễn Thị Thoan, mỗi bị cáo 30 tháng tù cho hưởng án treo. Trần Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiếu, Hồ Thị Luyên, mỗi bị cáo là 27 tháng tù cho hưởng án treo. Bùi Thị Lương và Mai Thị Lan, mỗi bị cáo là 25 tháng tù cho hưởng án treo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phường Mai Lâm đang tập trung các nguồn lực để thực hiện quyết định số 455 ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã phường trên địa bàn thị xã năm 2024 và tại thông báo kết luận số 1221 ngày 9 tháng 4 năm 2024 của đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban chuyển đổi số thị xã. Mai Lâm là một trong 15 đơn vị xã phường được Ban chuyển đổi số thị xã giao hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2024 với 35 tiêu chí trên 4 nhóm trụ cột gồm chính quyền số 10 chỉ tiêu, kinh tế số 6 chỉ tiêu, xã hội số 12 chỉ tiêu và hạ tầng số 7 chỉ tiêu. Ngay khi được giao chỉ tiêu, Ủy ban Nhân dân phường Mai Lâm đã tiến hành thành lập ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, trong đó tập trung vào nhóm kinh tế số và xã hội số, phường Mai Lâm đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên phường, cắt cử đoàn viên đến từng nhà tuyên truyền hướng dẫn từng người dân về chuyển đổi số, sử dụng các ứng dụng số. Bên cạnh đó, để tạo sự thống nhất trong quá trình hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ, phường đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin Thị xã, Trung tâm Viễn thông Nghi Sơn, Ngân hàng Quân đội MB, chi nhánh Nghi Sơn, tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ công chức, các tổ dân phố về công tác chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ cài đặt chữ ký điện tử và tạo lập tài khoản ngân hàng cho người dân kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đến nay, toàn phường đã hỗ trợ chữ ký số trên 1.200 tài khoản, đạt gần 40%, mở tài khoản ngân hàng cho nhân dân đạt 80%. Nhóm chính quyền số đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Đối với nhóm hạ tầng số, thì Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với Trung tâm Viễn thông Nghi Sơn lắp đặt, trang bị 100% cụm Wi-Fi miễn phí tại 7 tổ dân phố và bộ phận một cửa của phường. Bên cạnh thuận lợi, thì quá trình thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của phường cũng gặp rất nhiều khó khăn, đó là nhận thức của một bộ phận nhân dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhất là cài đặt chữ ký số chưa cao. Việc lựa chọn sản phẩm thế mạnh của địa phương để đưa lên sàn thương mại điện tử cũng là bài toán khó khi mà Mai Lâm không có sản phẩm đạt chất lượng OCOP. Đồng chí Trịnh Trọng Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mai Lâm cho biết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thị xã, thì đối với Ủy ban phường đã
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và triển khai một số các nhiệm vụ cần thiết cơ bản để hoàn thành cái chuyển đổi số. Tính đến tháng 8 2024 thì cơ bản một số chỉ tiêu đó hoàn thành. Nhưng trong đó thì có một số cái khó khăn vướng mắt về chữ ký số cho người dân, thì một số bà con chưa hiểu, cũng đã tuyên truyền, nhưng tuy nhiên thì trong cái điều đó liên quan đến các ông bà già không có điện thoại thông minh, cũng như một số người làm ăn xa, cho nên là cái công tác mà đăng ký số người dân gặp nhiều khó khăn. Đối với phường thì phải cố gắng trong thời gian tới sẽ chỉ đạo sâu sát để làm tốt về công tác hoàn thành các chỉ tiêu trong các 35 chỉ tiêu về chuyển đổi số, là một trong những 15 phường xã về đích trong năm 2024. Chuyển đổi số là một nhiệm vụ nhiều mục tiêu, mà mục tiêu chính là nhằm từng bước đổi mới căn bản toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước với đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân về rút ngắn quá trình tiếp cận các ứng dụng, dịch vụ tiện ích của thời đại công nghệ 4.0. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng phường Mai Lâm sẽ hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số năm 2024 và ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!